Gà mái mà cũng đòi gáy, mồm mấp máy mà cũng đòi hát. Chúng mày biết ý, con Ngọc không bao giờ có tuổi sánh với tao. Chả thế nữa, không nói thì ai. Mày làm sao? Luôn một mình, đó là cuộc sống thường ngày của tôi. Luôn thiếu tự tin, không dám bộc lộ bản thân. Sâu trong tôi vẫn luôn có một đam mê, mơ một ngày được tỏa sáng. Nhưng điều đó thật quá xa vời. Bạn ấy hay lắm. Và từ đó, Hoàng luôn ở cạnh tôi, với sự quan tâm, với những niềm vui, chúng tôi chia sẻ đam mê với nhau. Hoàng luôn khích lệ tôi tự tin khẳng định mình và nắm bắt những cơ hội. Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện sẽ như cổ tích, lúc tôi le lói hy vọng thì tôi đã nhầm. Gà mái mà cũng đòi gáy, mồm mấp máy mà cũng đòi hát. Tao thách mày lên sân khấu đấy. Chắc tớ không tham gia đâu. Sao thế? Tớ đăng ký cậu tham gia rồi mà. Tớ chỉ hợp đứng trong bóng tối mà thôi. Tớ... Kệ mọi thứ đi, cứ lắng nghe em nhạc. Tớ tin cậu làm được. Tại sao người kém cỏi lại là tôi? Tại sao tôi không thể bộc lộ bản thân? Tôi sinh ra đâu phải để bị vùi dập. Tôi muốn thử, dù sao đi nữa, ít nhất một lần này. Và sau đây, đến phần trình bày của Vinh Ngọc. Ủa, hôm nay lên sân khấu làm gì thế này? Ăn mặc kiểu gì vậy? Ủa, trông này có hát được không đấy? Nhìn trông bừng bừng thế này. Chắc là không hát được đâu. Này, cũng đòi vác mặt đi thi. Thôi đừng về đi. Số này, không hát được đâu. Ủa, cứ lắng nghe em nhạc. Tớ tin cậu làm được. Nên làm gì vậy? Chưa chưa. Chắc là không hát được đâu. Này cũng đòi vác mặt đi thi. Thôi đừng về đi. Phía sau lưng ta có ngàn mũi dao, quanh ta bao nhiêu lời dèm pha. Chân ta đi băng qua ngàn nỗi đau, đôi tay chơi vơi nơi vực sâu. Rồi họ vẫn đứng đó chơi bài hà hê, miệng đôi chua cay trên đường kia ta về. Và để những đinh kiếp dìm đam mê để ta vấp ngã, nhưng họ chẳng thể. Và ta đã đứng lên từ nơi tối tăm, thắp lên ngọn đuốc ra khỏi nơi giam cầm. Vì còn trong ta hy vọng, hãy vững tin. Chiếc mình quét sạch lời khen chê để quanh thân mình.
Tôi nhận ra sự đặc biệt đến từ chính bản thân mỗi người. Khi dám tự tin, cố gắng vươn tới đam mê của mình. Vì mỗi người đều là một ngôi sao. Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.